Cuộc sống Việt Nam anh đã cho nghe. Thì các bạn ơi, hôm nay được cái ngày lễ, mình được nghỉ đó các bạn. Thì các bạn có thấy gì không? Đây, mình mua 10kg thốt lốt. À, các bạn thấy không? Mình mua 10kg thốt lốt về, mình gọt vỏ và mình rim để ngày mai mình sẽ đi bán cái ẩm thực ở khách sạn Đông Xuyên vào ngày lễ. Thì bây giờ các bạn theo dõi mình làm xử lý 10kg thốt lốt này ra sao nha. Thì thốt lốt này nè, mình đã rửa sạch rồi nè. À, các bạn thấy không? Hấp dẫn không? Bây giờ các bạn theo dõi của mình gọt vỏ nha. Gọt vỏ đi con. Tiếp mẹ đi. Quên nữa. Quên lấy cái gì đựng vỏ nữa. Con vô lấy cái gì đựng vỏ đi. Đựng cái vỏ này nè. Cái miếng hút lốt này nè, rất là to luôn, vừa ăn luôn. Riêm đường hút lốt là hết sảy luôn các bạn. Khủng khiếp không? Nè các bạn lấy cái muỗng gọt á, nó rất là dễ. Nè con nhìn mẹ nè bên. Nè. Nè. Con đun xuống đây nè. Con thử cái vỏ ra. Cái chú tôi liền. Con làm đừng có mất thịt quá nha. Con chỉ vỏ mỏng mỏng thôi, mất thịt. Đây các bạn, mình gọt được một miếng rồi nè. Mình gọt xong gì nè, cái mình đi rửa lại lần nữa. Cái này mình rửa cái lớp ngoài rồi, bây giờ mình rửa thêm một cái lớp trong, một nước trong nữa cho nó sạch. Các bạn nhớ theo dõi cái clip mình bán trên cái chợ Đông Xuyên ở Long Xuyên nha bạn. Hương hót thơm mỏng quá. Làm không? 10kg thốt lốt này gọt chắc tới chưa trưa quá. Con chơi gọt thôi. Nè, con làm những với mẹ nè, sủi tới rồi nè. Sủi tới luôn. Nè, thấy không? Để gọt được rồi nè. Không, con cầm ngựa rồi, con cầm gì nè. Nè, thấy không? Rồi bắt đóng thịt luôn. Đóng thịt đâu, con làm lạng lại. Đó, thấy không? Con lấy cái cục lớn á, nó dễ cắt hơn. À da, nói không? Làm sao mắc thịt của người ta hết đi nha. Mẹ mẹ kêu nha. Gọt bằng cái muỗng này nó nhanh hơn cái con dao. Dao nguy hiểm. Nè, sủi cái nó ra à bạn. Dạ. Để này ai cũng đi chơi hết trơn. Đi tắm biển, đi núi, đi đủ luôn nơi hết trơn. Mình nhà mình làm thuốc lốt, bán. Mình cứ vỏ lên nè. Món này giờ đang hot á. Các bạn thêm với đường thuốc lốt rất là ngon. Uống với nước đá và sữa tươi. Các bạn muốn biết cách làm qua kênh Ăn Vặt cùng anh Na Châu coi nha. Nãy giờ gọt không được nhiều hết trơn các bạn ơi, gọt chắc tới chiều mới xong quá. Sắn đâu ạ? À. Lấy cục khác đi, con lấy mấy cục cứng á. Con gọt. Dạ, cục này sao em xẻ con đụng nhẹ. Nó non, nó non. Con lấy cục cứng đi. Cậu lên chút mà thử. Con ngoại biết làm không? Thôi con biết làm đâu. Con ngoại biết ăn không? Biết.
ăn. Nào ngoại vô rửa cục này đi rồi ăn đi. Rửa nha, ăn trâu qua cục này thôi. Ừ. Màu thịt thôi, cho nó ngọt rồi đó. Rửa sơ sơ đi rồi ăn nha. Đừng rửa lâu quá, nước nó lạc hết ngon đó ba. Trời mát quá các bạn ơi, ngồi mà săn nè, làm mấy cái này nè. Làm cho tới chiều mới xong. Giả tiệc ở đây. Mà gia đình mình có mình sống có 6 người. Ba mình và em trai mình. Hai đứa con và chồng mình. Mẹ mình mất rồi các bạn. Canh xo ba để ba rau củ vô một con đi. Để vô một con rồi một chút tắt lửa. Mình đi làm mà mình đi làm kế toán một công ty. Thì chỉ có mấy ngày lễ á mình mới được nghỉ, chủ nhật đồ mình mới được nghỉ. Cho nên là cái thời gian quay clip cho các bạn nó rất là ít. Mình rất là cố gắng để cho ra những video gửi đến các bạn. Cho nên là mong các bạn chia sẻ video của mình và đăng ký kênh giúp mình nha. Để mình có động lực làm thêm nhiều video hay nữa gửi đến các bạn. Oh my God. Trai lớn của mình thì năm nay học lớp 8 rồi. Dạ, năm sau lên lớp 9 rồi. Mình rất thích buôn bán. Tuy là đi làm nhưng mà rất thích buôn bán. Thời gian rảnh rỗi thì nấu làm đồ ăn. Cũng rất thích nấu ăn nữa. Mình nấu rất nhiều món ăn ở bên cái kênh Ăn Vặt cùng Anna Châu á. Các bạn có theo dõi tìm đến cái kênh đó và xem những cái món ăn của mình nấu nha. Mười ký thuốc lốt lần đó. Mình bán trong 2 ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Bữa nay lễ con trai mình đi chơi rồi, đi xin đi xem phim với mấy bạn. Xuống chút nữa thì con nhà. Con nhà phụ mẹ. Con nhỏ mà đi đâu? Có đi chơi banh. Thôi lễ ai rồi đá banh. Có. Cái hận nổi mình xem được. Nè mình gọt nè. Ôi quải mình bảo rủ con đi đá banh đó mà ta chừng. Các bạn thấy không? Ấy, rồi vô thao. Gọt xong rồi trí này mình đi rửa lại một lần nữa rồi mình sắt ra mình rim. Nếu mà các bạn có dịp mà gặp được thốt lốt này nè, với cái đường thốt lốt nguyên chất á, các bạn mua về rim rất là ngon và thơm nha. Hỏi cổ à. Món này giờ đang hot đây. Hỏi cổ nha. Các bạn nghe tiếng chim hót không? Cái nhà yến của chồng mình đó. Để bữa nào có dịp vô nhà yến mình quay cho các bạn xem nha. Hai mẹ con làm. Con làm nhiều nhất á. Quải quá các bạn ơi. Con làm nhiều nhất của mọi người. Có không? Có nhiều nhất không? Có.
gần một tiếng đồng hồ đó các bạn. Hơn rồi. Đúng không ạ? Nè, con một cục, mẹ một cục. Hãy cái thau này lên cho cô chú coi nè. Gọt nãy giờ gần một tiếng đồng hồ. Mệt quá cô chú ơi. Hồi mình cho các bạn coi cái thau, cái thau cái vỏ hút lốt á. Gọt cái này chắc vỏ không có 3kg á, còn được có 7kg hút lốt mà. Nhiều không biết bán đủ không nữa chắc. Bán đủ một ngày, mai mua thêm làm nữa. Trời, tự tin. Đây. Trời, nặng lắm. Chắc còn lại khoảng khoan để cho các bạn coi cái thao vỏ của nó nè. Ồ, các bạn thấy nhiều không? Cái thao này chắc chừng 3kg á các bạn. Còn lại được có 7kg hút lốt thôi à. Các bạn nào ở Long Xuyên nhớ tối 30 tháng 4 và 1 tháng 5 ghé khách sạn Long Xuyên ủng hộ mình nha. Mình bán rất là nhiều món nước nha. Có món hút lốt tim này rất là ngon luôn á. Rồi bây giờ mình tiến hành mình rửa nè. Rửa ngoài này luôn đi con lại con mở giò nước cho mẹ ơi. Rửa lên cái bàn rồi được không? Gà này ướt hết. Ướt mới quay nha. Hồn mới xong á. Bây giờ mình tiến hành mình rim cho các bạn xem nha. Chắc nặng lắm các bạn ơi, 10kg mà mình bỏ vỏ chắc còn khoảng 7kg luôn. Đây mình có cái chảo to nè. Mình có đường hút lốt nguyên chất nè các bạn. Đây, sáng mình đi kiếm mua muốn chết luôn, tìm không ra. Hên cái cô này ở trên phi tôm á, cổ còn mình đổ vô đây là một ký hút lốt, đường hút lốt nguyên chất nha. Mình thử một ký coi nó ngọt không, có gì mình thêm. Bật lửa lên nha các bạn. À, cho vào cái chảo này mình sẽ cho đường vô. Đường này ngon thơm lắm. Mấy đường hút lốt nguyên chất ở trên chi tôm xuống đó. Đây mình đem mà cho các bạn xem. Mà thấy không? Nặng quá. Mình rim ngoài này cho nó mát nha các bạn. Vô nhà cũng được mà nực quá các bạn ơi. Các bạn cho 1 ký đường này vô nha, ký đường hút lốt vô nè. Cho nó chảy ra nha. Rồi. Để hồng cho các bạn xem cái đường nó ngon, nó thơm gì đâu. Chảo hút lốt rim khổng lồ. Nè các bạn thấy đường không? Ba lấy cho con mượn cái nồi nhắc ngồi cầm tay ba để nóng mà. Trai của mình đi ăn cơm rồi, đói rồi. Để mình cho các bạn xem nha. À, các bạn thấy không? Đường hút lốt nè. Mình đun cho cái này nó chảy ra nha. Chảy ra một hồi mình sẽ để cái hút lốt vô. Ngon ha các bạn ha. Thơm lắm đó. Đây, chảy ra nè các bạn ơi. Vét cho nó hết cái này. Wow, nóng quá. Bớt lửa lại. Thank you.
rồi các bạn cho hút lốt vô nha. Ăn quá. Đây mình cho hút lốt vô nè. Rồi cái chảo này chứa không hết rồi. Để mình xào từ từ thôi, cái chảo chứa không hết rồi. Ý là mình lấy cái chảo to đó. Thì là mình phải nó sôi vô lên là nó thấm từ từ, nó đổi thành cái màu đường nha bạn. Nó thấm vô cái miếng hút lốt nè. Từ từ nó rút đường rồi nó thấm vô miếng hút lốt. Rất là ngon. Các bạn uống kèm với sữa tươi nha. Sữa tươi của mình đó, các bạn để vô cái ly rồi bạn uống. Ngon lắm. À, nó thơm. Quá thơm rồi. Hút lốt này mình mua, cô này cô giao cho mình non, cái vừa ăn không các bạn, không có già, vừa ăn lắm. Thơm quá, hấp dẫn quá. Rim xong cái chảo này là mình rim thêm phân nửa còn lại nữa, chắc còn khoảng 3-4 kg còn lại nữa. Thơm quá, các bạn thấy khói bay lên không? Khói bay lên, thấm vô cái miếng hút lốt nè, nó cái màu vàng rồi nè. Đây mình cho các bạn xem nè, các bạn thấy không, rất là ngon luôn á, nó thấm vô rồi nè. Mình rim một hồi cho cái nước đường này nó rút sệt lại nha các bạn, bạn cho nó thấm vô cái miếng hút lốt này nè, nó chuyển cái màu hút lốt rất là đẹp không các bạn. Đây nhưng mà nó chưa có sệt. Mình rim thêm khoảng 10 phút nữa. Cái chảo này to cho nên các bạn rim khoảng 20 phút nữa các bạn thì nó mới sệt được. Miếng hút lốt nó thấm từ từ vô nè. Ngon lắm. Sôi dữ rồi nè các bạn ơi. Thì cũng nó cũng đã thấm đường rồi. Bây giờ mình tắt bếp ha. Mình tắt bếp, mình sẽ cho một cái nồi và mình tiếp tục đun cái chảo thứ hai nha các bạn. Thì các bạn ơi, mình cũng đã rim được một nồi rồi nè. Mình cho các bạn xem nha. Đây. Đó. Thì bây giờ mình đang rim cái nồi thứ hai. Vậy mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hồi sáng giờ mình làm mấy tiếng đồng hồ luôn á. Mệt quá các bạn ơi. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình mong các bạn ủng hộ video của mình nha. Và xin đăng ký kênh, like và chia sẻ nha. Mình cảm ơn các bạn và hẹn các bạn video sau nhé. Chào tạm biệt các bạn.